Vâng, xin kính chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hoàng Tuyến Thái Bình. Hôm nay bên mình có về được một lô vang số hàng bãi V6 mặt tím vỉ xanh sản xuất năm 2016. Cách đây khoảng 2 tháng thì bên mình có về được một lô mặt tím vỉ vàng sản xuất năm 2015. Và cái lô đó thì bên mình đã bán hết rồi. Hôm nay tiếp tục cập nhật được số lượng là 30 con để phục vụ quý khách yêu âm thanh trên toàn quốc. Và cái dòng vang Hugo V6 này được rất nhiều anh em thợ đánh giá cao về chất âm của cái dòng vang này, là có hay hơn so với cái dòng vang X5, X6 một chút, và đặc biệt là nó lành hơn. Ở cái đời này thì nó có thêm cái đường cổng quang optical và đường ao bằng rác AV nên chúng ta sử dụng nó rất là tiện lợi. Ở đây thì mình có xếp ra là hơn chục con để quay video để giới thiệu đến tất cả mọi người. Hàng về trong tình trạng là đẹp và gần như là mới. Mọi người thấy là hình thức mặt trước này, mặc dù được sản xuất vào năm 2016, hình thức mặt trước của nó còn khá là sạch sẽ. Và mặt trước là cái tông màu là chủ đạo là màu tím. Cái màu này thoạt đầu chúng ta nhìn thì chưa thấy nó đẹp, nhưng khi chúng ta nhìn lâu thì thấy nó rất là sang. Đặc biệt là khi xếp vào bộ dàn chúng ta kết hợp với những thiết bị như cục đẩy, vang, mic thì cái màu này nó rất là nổi bật. Cái màu này thì nó giống với cái màu của con Shiso TP1080M, màu tím như thế này. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về kiểu dáng hình thức mặt trước của cái dòng vang này. Và chính xác thì con vang này nó là con vang Hugo V6. Ở đây thì họ có đặt tên là X6, nhưng X6 này là không phải nhé. X6 này là không liên quan gì với cái họ vang như X đâu. Và tổng thể mặt trước thì bao gồm các phím bấm bằng tay để chúng ta set up bằng tay, hoặc gọi các mode đã lưu sẵn. Và giao diện đây là trên màn hình, phần màn hình. Ở đây thì có 3 chiếc app chúng ta sử dụng thường xuyên. Chiếc app đầu tiên này là chiếc app Effect Vol để chúng ta tăng giảm cái hiệu ứng echo và dì vọt. Chiếc app Mic Vol để chúng ta tăng giảm cái mức âm lượng lớn nhỏ của mic. Music Vol này là để chúng ta tăng giảm cái mức lớn nhỏ của nhạc. Cổng USB để kết nối với laptop, máy tính để chúng ta set up trên phần mềm. Con vang này thì nó ăn chung phần mềm với cái dòng vang X5, X6 nhé. Và rất dễ là set up. Và đây là giao diện trên màn hình. Trên màn hình hiển thị các mode chúng ta đang sử dụng này. Effect, hiệu ứng effect. Chúng ta sẽ sử dụng cái nút này tăng giảm thì nó sẽ thay đổi cái cọc effect này. Đó. Và đây là cái cọc của mic. Và đây là cái cọc của nhạc. Đây là mình đang sử dụng cổng digital, cổng quang. Khi chúng ta muốn chọn sang cổng input nhạc khác thì chúng ta sẽ ấn music này. Và chúng ta đây nó hiển thị như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc app Effect Vol để chúng ta xoay. Nó sẽ có in 1, in 2 và digital. Ở đây là cái cổng digital, là cổng cổng quang nhé. Đây, có cổng này nó rất là tiện. Đó, chúng ta chọn cổng này thì chúng ta lại ấn trở lại music 2 lần, nó sẽ về cái giao diện màn hình chính. Và mình sẽ làm một clip riêng để hướng dẫn mọi người setup bằng tay con vang này. Cũng rất nhiều anh em thợ bán đã hướng dẫn mọi người cái cách setup con vang V6 này rồi. Và tiếp theo thì đây là cái mặt sau, tổng thể mặt sau. Mặt sau thì nó có bao gồm 3 đường input của mic, 3 cổng mic 6 ly ở phía sau. Và có 3 chiếc app để điều chỉnh cái mức âm lượng lớn nhỏ tùy ý cho 3 cổng mic này. Con vang này được sản xuất bởi các linh kiện của Mỹ, sản xuất theo công nghệ của USA. Đây là cổng input đầu vào của nhạc, rắc cổng optical. Cổng này rất là tiện này, nó hơn cái dòng vang X5, X6, X10 ở cái chỗ này. Con này nó có cổng quang, ngoài ra thì chất âm nó cũng có hay nhỉnh hơn một chút. Ở đây thì tiếp đến thì có 2 đường input bằng rắc AV, in1 và in2. Mọi người thấy cái chân rắc này nó khá là đẹp, chân màu đồng nhé, chân nó đã xịn sò rồi. Và tiếp theo thì đây là các cổng output để xuất ra. Bằng rắc ca lông thì có đường LR trái phải, center, sup, surrounder. Ở đây là các đường ao bằng rắc AV. Cái cổng này thì nó rất là tiện với quý khách nào sử dụng âm ly thì chúng ta có thể sử dụng luôn bằng cái rắc hoa sen, chúng ta kết nối từ cái đường này để đi xuống âm ly. Cái đường LR này nó tương ứng với chất âm của hai cái đường này, chất âm mới như nhau nhưng không thay đổi. Và cái đường SR, SL này tương ứng với hai cái đường này. Đó. Chân rắc khá đẹp mà. Công tắc nguồn phía sau.
Và đây là cổng dây nguồn rời sử dụng điện áp 220V. Và cái cổng này thì mình nói thêm, cổng này thì quý khách nào hay live stream ấy, thì quý khách sử dụng cái đường này để live stream rất là tiện nhé. Đó là tổng thể mặt sau của con vang này. Ở đây thì mình có xếp ra là khoảng chục con, hơn chục con để quay video giới thiệu mọi người thôi. Và số lượng về thì được 30 con nhé. Và tất cả đều rất là sạch sẽ và đẹp. Thi thoảng thì có một con số con thì chảy sức nhẹ thôi. Còn lại thì gần như là đẹp như mới. Và đây là nội thất bên trong, các linh kiện của con vang này. Được sản xuất vào date năm 2016 nên các linh kiện nó còn sạch như mới. Con vang này thì nó có cải tiến so với những cái đời khác của họ nhà Hugo V6, thì con này thì nó có làm thêm cái quạt tản nhiệt. Đó, quạt này là quạt zin nhé, ở trên main này, chân giác quạt này là được thiết kế theo main nhé, chứ không phải quạt chế đâu. Đó, đây, quạt tản nhiệt này. Khi chúng ta sử dụng lâu ấy, thì những con IC ổn áp này 7815, 7915 và 7805 thì nó rất là nóng. Đặc biệt là những cái phòng anh em kinh doanh phòng hát ấy, thì khi chúng ta sử dụng là cả ngày lẫn đêm thì những con IC nó rất là nóng, khu vực nguồn này nó rất là nóng. Thì cái đời này thì họ làm thêm cái quạt này để giải nhiệt cho tổng thể máy và đặc biệt đến khu vực nguồn này. Đó, khi chúng ta sử dụng lâu những con này nó rất là nóng này. Đây là phần biến áp nguồn. Mình sẽ giới thiệu chi tiết tổng thể trên con vang này. Ở đây là cái biến áp nguồn. Cái biến áp này thì nó có nhỉnh hơn so với cái đời V6 mà không có cổng quang nhé. Nó có to hơn một chút. Tiếp theo thì điện áp sẽ được đi vào các con cầu diode nắn điện xoay chiều sang điện một chiều. Cái đời này thì hãng sử dụng những con diode vuông, con đen đen này. Con diode này thì rất ít khi bị lỗi trên cái dòng vang V6 này, thi thoảng mới gặp con lỗi thôi nhé, rất hiếm khi. Ở cái dòng vang X5 thì nó sử dụng cái con diode cũ áo, thì cái con diode đấy thì rất hay bị lỗi, bị chết hoặc là nhiều khi phải nó không chết nhưng phải thay thì nó mới sử dụng được, mới hoạt động được. Ở đây là khối tụ lọc nguồn. Tụ lọc nguồn nó con ổn áp 7815, 7915 và 7805. Tổng thể khu này là khối nguồn nhé. Tiếp theo thì đây là cái bo DSP tổng. Con này thì nó sử dụng con chip giống với lại con X5, X6 là con analog device 21375. Con chip này của Mỹ. Con 21375 nhé. Giống với dòng vang X5, X6 đó, X10. Ở đây là cái bo dành cho khu vực xử lý đầu vào của mic. 3 cổng mic, 3 chiếc áp và con opam khuyết đại thuật toán của đường vào của mic là 2068 nhé, có 3 con này, tương ứng với 3 cổng mic. Ở đây là con IC 5532, opam 5532. Cái bo này là dành cho bo mic này. Tiếp theo thì sẽ được đi sang bên này qua con IC giải mã từ tín hiệu analog sang tín hiệu số để đưa vào cái bo tổng này xử lý. Ở đây là cái đường nhạc. Đường nhạc thì có các cổng quang này, đường AV, các con IC chọn là đầu vào của nhạc. Tiếp đó thì cũng được đi vào con giải mã sang tín hiệu từ tín hiệu analog sang tín hiệu số và đưa vào bo DSP này xử lý theo ý muốn của chúng ta setup trên phần mềm. Đó, đây là bo DSP tổng. Sau đó thì tín hiệu sẽ được xuất ra các con IC giải mã đầu ra. Ở đây thì có 1 2 3 4 con này. Con này là con VKM 8716. Con IC giải mã từ tín hiệu số sang tín hiệu analog và đã đầu xuất ra. Xuất ra các con opam khuếch đại thuật toán đầu ra 4560 hoặc là 5532 tùy từng cổng nhé. Sẽ bắt đầu thì sẽ ra các con đèn đóng mở này, đóng mở cho các cổng ra. Con tụ đầu ra này. Con tụ đầu ra rất là xịn này. Đó. Hai cổng chính này thì được ưu tiên hai con tụ to hơn nhé. Còn lại là những cổng cổng phía sau này thì là những con tụ khác. Đó. Hai cổng chính này thì được ưu tiên hai con tụ và hai con IC này hai con nhỏ hơn này. Hai con này là con 40 hai con này là có hai con 5532. Hai con này con 5532. Đó đấy, có các con đèn đóng mở đường ra cho để xuất ra. Tổng thể về cái con V6 này như vậy. Bên này được sản xuất là 2016 này. Mùng 2 tháng 7 2016.
main còn khá là xịn đẹp. Nói chung con vang này thì nó tối giản linh kiện so với những con vang họ như X. Và chất âm và độ bền của nó thì được anh em thợ là đánh giá nó cao hơn nhé. Mà và bao giờ thì cái giá nó cũng có cao hơn một chút so với lại cái đời vang X5, X6. Cái chất âm thì nó có nhỉnh hơn. Nó nhỉnh hơn thì cũng không nhiều lắm về chất âm, nhưng độ bền thì khẳng định là nó bền hơn, khá là bền. Nó cũng có lỗi nhưng mà rất là ít nhé. Vì nó tối giản linh kiện đi thì cái lỗi của nó thì nó không có nhiều nữa. Và đây là cái đời vang Hugo. Ở đây mình có một con, còn một con là con này là con Hugo mặt đen, Hugo V6 mặt đen. Còn bên này là con mặt tím nhé. Đó, con mặt tím này. À, chúng ta cùng so sánh hai con này. V6 này, tên chuẩn nó là V6 này. Đó, mặt trước thì giống nhau nhé. Các chiếc áp được bố trí giống nhau, phím bấm này, giao diện màn hình giống nhau, công tắc nguồn con này phía trước nhé. À, và cái bên trong các linh kiện của con này thì ở đây thì con này nó không có quạt. Ở cái main này thì nó cũng thiếu cái đường chân quạt này, không có nhé. Ở con bên kia thì được cải tiến thêm cái đường chân quạt ở cái vị trí này. Biến áp nguồn thì to bằng nhau, khối nguồn các linh kiện thì gần tương đương là như giống nhau rồi. Body SP tổng giống nhau. Các linh kiện đầu ra, đường vào của mic thì tất cả giống nhau. Ở đây thì nó không ghi là sản xuất năm bao nhiêu nhé. Đấy, sản xuất ở đây thì nó không ghi năm bao nhiêu. Ở đây thì nó ghi là 2013 thôi. Chỗ này là ghi 2013 thôi. Cái đài này đài sâu hơn này, được sản xuất cái main này được sản xuất 2013. Đó, thì con đài này thì nó được cải tiến này. 2016. Và đợt trước thì mình có bán là cái đài 2015 thì nó cũng không có quạt nhé. Cái đài đấy là main màu vàng. Mặc dù nó không có quạt nhưng mà tất cả về thì gần như là không còn là bị lỗi. Số lượng lần trước bên mình về được là hơn 20 con, không có một con nào lỗi nhé. Tất cả đều đẹp và hoạt động hoàn hảo. Nội thất bên trong còn khá là sạch mới đẹp. Con vàng này thì quý khách sử dụng rất là yên tâm, bởi vì cái độ mới của nó còn khá là cao. Các linh kiện thì nó còn hoạt động gần như mới tinh, nó chưa bị suy hao nên chúng ta sử dụng nó rất là lành. Chất âm của thằng này thì khá là hay rồi, eco thì vọt rất là ngọt, đặc biệt là eco thằng này rất là lịnh. Cái gì vọt thì nó không mịn bằng cái đời vang Siso, nhưng nó có thể nói là cũng sử dụng được. Vâng, và trước khi bán con vang này cho quý khách thì mình sẽ set up sẵn 51 hoặc 61 để quý khách chỉ việc sử dụng thôi. Và mình cũng xin báo giá con vang này để quý khách có thể nắm được. Con vang này, cái đời này thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 2.500.000 đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển cho quý khách và bao gồm có dây nguồn và một cặp sắc ca lông để quý khách kết nối xuống âm ly hoặc là cục đẩy. Giá là 2.500.000 bao ship nhé, tặng dây rắc. Và một con vang khá là hay và chất đẹp, có cổng quang, đầy đủ các cổng ăn chơi. 2.500.000 đồng bao ship. Và quý khách nào có nhu cầu mua cái dòng vang này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại trên màn hình là 0826252688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ Hưng Hà, Thái Bình để test và xem các sản phẩm về âm thanh karaoke. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.